tập hai bộ truyện linh khí khôi phục ta mỗi ngày thu được một cái kỹ năng mới vào học cả lớp đang trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ quá đọc sách suốt cả đêm cảm giác cơ thể bị kiệt sức rồi nhưng hôm nay thầy sẽ nói về trọng điểm của kỳ kiểm tra phải giữ vững tinh thần 9527 ra đây tôi phải lấy kỹ năng sớm không lấy muộn không lấy lại lấy lúc tôi đang ngủ hệ thống ca hảo ra hỏa hệ thống cũng có thể ngủ lựa chọn hoàn thành chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng xem qua không quên xem qua không quên là chỉ ký chủ có thể ghi nhớ khắc sâu tất cả những thứ đã từng thấy vào tâm trí là thần kỹ cần thiết trong các kỳ thi cử bạn xứng đáng sở hữu wow, nghe có vẻ rất châu bò mình dùng thử xem sao thầy đang hướng mắt về thỏ ca ca có vẽ muốn gọi anh ấy ở đâu cũng nhìn thấy được so easy bất kể là tranh ảnh hay chữ viết thậm chí là dấu châm câu đều hiện lên rõ ràng trong đầu mọi thứ đều trở nên vô cùng đơn giản ừ hay he có nó rồi khi kiểm tra lần ba thì như hổ thêm cánh, đánh đâu chúng đó. Em em, thật có dũng khí đấy. Lâm Thu, thầy đập tay xuống bàn và hét lớn, làm thỏ ca ca giật mình. Vâng, dạ dạ em nghe thầy hạ. Trong giờ ngữ văn em lại xem sách vật lý, còn cười ngây ngô cái gì đó. Em không có chỉ là nghĩ đến một số chuyện vui. Vui, với thành tích như này của em có cái gì để vui. Đã quên việc nếu em không thể đứng trong top 10 toàn thành phố thì không thể tham gia dị khảo rồi sao. Quả thực đã quên mất, bởi vì quá đơn giản nên có chút mất động lực đơn giản lượng chính ta của môn ngữ văn lớn nhất từ trước đến nay mà chính ta của em mỗi lần viết chỉ có mấy điểm dừng dừng hào hán không nhắc chuyện năm đó học thuộc lòng quả thực không phải là điểm mạnh của mình thế này thầy cứ tùy tiện chọn cả một cuốn em đều có thể đọc ra cái gì lâm thu với cân lượng kia của em em còn không biết sao vẫn nên sớm từ bỏ cuộc thi dị năng đi đừng làm mất mặt trường ta mắt chó nhìn người thấp hèn bớt phí lời ra đề đi Bắt đầu với cái đơn giản trước, hiệp phi tiên dĩ ngao du, nửa câu sau là Thế thôi ư, bão minh nguyệt nhi trưởng trung. Thầy hoảng hốt và khá bất ngờ với thái độ của thỏ ca ca, xem như em vận khí tốt. Tiếp theo, tần. Không cần tiếp tục nói nữa, tần nhân bất hạ tự ai, nhi hậu nhân ai chi. Tất cả cổ văn đều phải học thuộc lòng, chỉ có câu mở đầu này là phát âm chữ tần. Làm, làm sao có thể, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, nửa câu sau là cái gì yêu kỳ quan dĩ, dục hữu thường. Ha ha, sai rồi sai rồi, với năng lực này của em còn muốn tiến vào top 10 của năm. Ôi trời, không đúng, đây chính là đọc ngược, hơn nữa còn là một đoạn trích trong đạo đức kinh không cần phải học thuộc. Cái tình huống gì thế? Châu bò, thỏ ca ca hất tung cuốn sách có vẽ rơi ngay ông thầy giáo, và bước đi. Các bạn học hẹn gặp tại trận đấu dị năng. Ông thầy tức đến học máu ngã ra sau, thầy ơi thầy sao rồi, thầy ơi, nghe nói gì chưa? đứng nhất cuộc kiểm tra toàn thành phố là học sinh của trường chúng ta không thể nào vị trí thứ nhất của tần chân chân trường trung học số một thành phố vậy mà bị trường chúng ta cướp rồi người đứng nhất kia là ai vậy lý nam sao không phải là người thức tỉnh dị năng yếu nhất của trường chúng ta lâm thu làm sao có thể thế sự vô thường nhưng mà ruột già bọc ruột non có xem qua không quên cuộc thi trở nên quá đơn giản thế này là tốt rồi đã đến lúc nghiên cứu đối thủ cuộc thi của dị năng thôi tức chết tôi rồi nhất định là sai ở đâu rồi, làm sao có thể chứ? Lý Nam cậu bình tĩnh một chút. 10 ngày sau hiện trường cuộc thi dị năng. Giải thi đấu dị năng sắp bắt đầu, quý vị khán giả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khoáng giả dưới sàn đấu đang rất phấn khích về trận đấu hôm nay. Trước tiên xin mời đại diện của 30 quân khu vào đấu trường. Top 100 hiệu trưởng đứng đầu toàn quốc vào sân, top 100 xí nghiệp toàn cầu vào sân. Tiếp theo vào sân chính là học sinh thức tỉnh dự thi của trường trung học thập bát. Chắc hẳn trong cuộc thi kiểm tra lần 3 đợt này, đã đạt được thành tích đứng thứ nhất. Hôm nay nữ thần làm sao vậy? Cảm giác trạng thái không thích hợp lắm. Cậu không biết sao? Trước đây cuộc thi đợt 1 và đợt 2 tần nữ thần đều đứng nhất, đợt 3 lần này bị người khác cướp rồi. Bị người khác cướp rồi. Thỏ ca ca có vẽ thấy ai đó ở phía sau lưng. Hay, nữ thần, không đúng, chân chân, bên này bên này, hứ, ừ, được rồi, dựa theo cá cược, có yêu cầu gì thì nói đi. Tôi còn cho rằng việc gì mà chọc đến tần đại mỹ nhân. Lúc cá cược chỉ là nói đùa thôi, đừng lo lắng hay là mời tôi ăn cơm đi tôi mời cậu cũng được ai ai cần cậu mời tôi tôi cái đó lúc đó nói cậu quá yếu thật xin lỗi đây đây cũng quá đáng yêu rồi đi ôi chao đây không phải là người đứng thứ nhất và đứng thứ hai của kỳ thi lần ba sao vậy mà lại ở cùng nhau à cái gì mà ở cùng nhau không phải không có nghe nói vị này là người đứng thứ nhất loại hình thức tỉnh là một con thỏ yếu như vậy cũng đến dự thi thật là có dũng khí đáng khen hey hê hey lão tử tới đây cũng phải lấy được vị trí thứ nhất. Ha ha ha, một con thỏ cũng dám nói lấy được vị trí thứ nhất, nhóc con này đần quá đi. Cái thứ không biết tự lượng sức mình, kỳ thi đợt ba may mắn thì cũng thôi đi, chờ lên võ đài bị dạy dỗ đi. Rác rưởi, tránh xa nữ thần của chúng tôi ra. Đứng thứ nhất, hề. Tôi cũng không có gì muốn nói với mọi người, chỉ có một câu đó chính là thỏ ca ca đang đứng trước ống kính và phát biểu cái gì đó. Lão tử chính là số một, hãy cầu nguyện cho những tuyển thủ yêu thích của các ngươi đi hy vọng bọn họ đừng gặp phải tôi. Đừng nói nhảm, bỗng một đối thủ lao đến, giật lấy mít. Chỉ là một thức tỉnh giả thú hóa cấp thấp, có gan thì xuống đây giao đấu. Trận đấu sắp tới đừng để tôi gặp phải cậu. Khụ khụ, yên lặng, bây giờ tuyên bố quy tắc, thi đấu vòng một trên võ đài, người thắng thăng cấp, người thua bị loại. Lần này tổng cộng có 257 bạn học tham gia, chúng tôi đã phát mã dự thi đến điện thoại của các tuyển thủ. Tất cả tuyển thủ đã nhận được thông báo và hiểu rõ luật thi đấu bởi vì số lượng thí sinh chính là số lẻ, cho nên chắc chắn sẽ có một tuyển thủ vượt qua vòng thi đấu. Hiện giờ tuyển thủ ngẫu nhiên rút được lượt chống đầu tiên. Phù hộ là con đi để con giữ gìn thực lực chiến đấu đến cuối cùng, oáp, tuyển thủ nhận lượt chống số 66. Ơ ừ mình ư, thật là tuyệt vời, chưa thi đấu mà đã may mắn. Mẹ kiếp, con thỏ chết này sao lại may mắn như vậy? Vãi, tại sao là cậu ta? Vậy trận đấu bắt đầu, mời tuyển thủ của vòng đấu đầu tiên lên đài. Lucky, có thể nằm nghỉ ngơi một lát rồi. Vòng đầu tiên 10 giờ đến 10 giờ 10 phút. Võ đài A, số 5 với số 32. Võ đài B, số 107 với số 46. Võ đài C, số 92 với số 18. Võ đài D, số 3 với số 221. Ô vòng tỉ thí đầu tiên có chân chân. Miểu, miểu sát, xuất hiện rồi. Thỏ ca ca đứng dậy, thì ra là cô ấy chân chân. Người chiến thắng vòng thi đấu đầu tiên đến từ nhất trung tuyển thủ Bạch Ngân, Tần Trần Chân. chân. Không hổ là ngôi sao thức tỉnh mới của kỳ này Khủng bố như vậy Wow, chân chân thế mà là thức tỉnh giả hệ băng cấp Bạch Ngân Không hổ là nữ thần của mình Quá lợi hại rồi Không được, mình cũng không thể thua Phải nghiên cứu kỹ một chút tuyển thủ tiếp theo Phải làm một người đàn ông tốt xứng đáng với chân chân 10 phút sau Xe xẹt, một loạt động tác xe hai đối thủ trên sàn đấu A, à, không được không được Mấy cái kỹ năng hoa hòe hoa sói này làm mình buồn ngủ quá 9527, ra đây tiếp sức đi lấy được kỹ năng. 9527, ta phát hiện ngươi gần đây càng ngày càng lười rồi, còn không thèm nói chuyện với ta nữa. Bởi vì lười phải xử lý cái món này của bạn, lấy được thành công. Thu thập cấp E, bón phân cấp E, cường hóa thân thể kỹ năng cấp S, phôi giống E. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng cấp S, cường hóa thân thể. Cấp S, cuối cùng cũng đợi được cấp S. Mấy ngày nay ngươi toàn cho ta mấy cái kỹ năng nông phu cấp thấp gì đó ta còn cho rằng ngươi là cái hệ thống vô bổ gì đó chứ xem ra là hiểu lầm ngươi rồi ký chủ chú ý lựa lời sau này còn nói như vậy nữa sẽ bị biến thành người châu phi không rút được kỹ năng tốt có muốn lập tức cường hóa không có ta đã không thể chờ được nữa rồi đang cường hóa cơ thể của thỏ ca ca đang từ từ cường hóa cơ bắp của anh ấy to dần ra khiến y phục rách tả tơi cường hóa thành công vãi cường hóa thân thể là nâng cấp lên như vậy sao từ giờ trở đi mình chính là mãnh nam quáo ha ha. Thỏ ca ca, quáo, lớn thật đó. Chưa từng nhìn thấy soái ca nào đẹp trai như ta hả? Không, không phải cái đó, cái đó kìa. Hửm, cái nào? Anh ấy liền ngơ ngác không biết chân chân đang nói về cái gì. No, trong sàn đấu lúc này đang rất bùng nổ và kịch tính. Vòng đấu thứ hai kết thúc, hiện giờ có 101 tuyển thủ thăng cấp, chuẩn bị rút lượt chống tiếp theo. Ai sẽ là người may mắn đây? Số 66 Lâm Thu Ngày thứ hai Người may mắn vẫn là Số 66 Lâm Thu, tôi đã nói mệt rồi. Số 66 chống lượt thăng cấp vào top 35. Mời bạn học Lâm Thu phát biểu cảm nghĩ khi liên tiếp nhận được lượt chống. Hai, xảy ra loại chuyện này, tôi cũng không muốn. Nói thật thì quá nhàm chán, đau của tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Mẹ kiếp, cái này chắc chắn bị cậu ta sắp đặt rồi. Tôi không tin lượt chống tiếp theo vẫn là cậu ta. Tiểu tử thối, Mạc Phi cẩm lý phụ thể bất thành. Lát nữa đừng để tôi gặp được cậu. Bọn ta liều mạng sống chết đánh lôi đài con gà yếu này lại liên tục được lượt chống. Chúng tôi đã đấu nhiều lần, mới đến được vị trí này, mà người này hiện giờ còn chưa đánh trận nào, lại cùng vị trí với chúng tôi. Tôi không phục, vì để Lâm Thu không nhận được lượt chống, tôi lựa chọn rút lui. Thật là khó tin, bởi vì tuyển thủ Lý Nam rút lui. Tiếp theo bạn học Lâm Thu số 66 phải tham gia thi đấu. Người tốt như vậy, không thể để tiểu tử kia được lợi. hừ Lâm Thu, vận may của cậu kết thúc rồi. Cuối cùng cũng có thể ra trận rồi, Vừa hay có thể kiểm tra thử một chút trình độ của mình sau khi nâng cấp thuộc tính kỹ năng. Để tôi xem thử, đối thủ mở màng của vua chống lượt lâm thu là Số 88 tuyển thủ Lôi Điển Lôi Điển, nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử đáng ghét này. Trời ạ, à, là Lôi Điển, đấu vòng loại đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, con thỏ kia không dễ chịu rồi. Lôi Điển thức tỉnh giả hệ lôi thanh đồng ba tinh. Xem ra đối thủ chính là cậu ta rồi. Ừm, ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ không đấu lại ta đâu. Hai có cần phải nhằm vào mình như vậy không? Trận đấu đầu tiên của vua chống lượt số 66, bây giờ bắt đầu. Lâm Thu phải không? May mắn của cậu cạn kiệt rồi, lần đầu ra sân đã gặp phải tôi là bất hạnh của cậu. Sau khi trận đấu bắt đầu cậu căn bản sẽ không có cơ hội thể hiện, tôi sẽ đánh bại cậu trong nháy mắt. Ồ, tôi đột nhiên thay đổi chú ý rồi, tôi sẽ từ từ giày vò cậu, để cậu mất hết mặt mũi khi thua trận đấu này. Ồ, nếu bị dẫm dưới chân cậu sẽ không nói được lời nào nữa, chịu chết đi anh ấy liền bộc phá chiêu thức tấn công vào lâm thu thời gian giữ sức quá lâu rồi đối thủ trước của cậu đều là tấm bia sao nếu không cậu làm sao có thể đánh trúng bọn họ làm sao có thể cậu làm sao có thể thoát được tấn công của tôi lôi kích tứ trọng lôi kích lâm thu đã dùng khí tức của mình phân thân ra không ngờ tới cậu có thể tránh như vậy là cậu ép tôi đấy lĩnh kỹ lôi hải sát thương của kỹ năng hệ lôi rất cao gấp nhiều lần với kỹ năng cung cấp Trước đây từng bị lôi điện của thanh đồng cấp 3 tập kích đến mất mạng. Nếu như bị chiêu lớn này của cậu ta đánh trúng hậu quả không thể lường được. Nếu đã như vậy, chỉ cần trước khi cậu ta xuất chiêu giải quyết được cậu ta. Cái gì? Lâm Thu liền tấn công hắn ta. Tốc độ của Lâm Thu quá nhanh khiến anh ấy ngỡ ngàng. Tiểu tử này là thức tỉnh giả thú hóa vẫn chưa biến hình, mặc dù tốc độ hành động nhanh, nhưng sức mạnh của cậu ta mình chắc hẳn vẫn có thể chịu được. Không thể chịu đựng nổi, không được nữa rồi. Thật là khó tin số 66 chỉ dùng một đấm đã đánh bay tuyển thủ nổi tiếng lôi điển ra ngoài sân. Bây giờ tôi tuyên bố, tuyển thủ Lâm Thu giành được chiến thắng. Hả, cường hóa thân thể trước đó đã khiến sức mạnh của mình tăng lên nhiều như vậy sao?